Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh Tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, Mỹ đang thúc đẩy Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Tôi có ấn tượng, tôi nhắc lại rằng đó là quan điểm của tôi, rằng người Mỹ đang thúc đẩy người Nga sử dụng loại vũ khí đáng sợ nhất. Họ trang bị vũ khí cho Zelensky và quân đội của ông ta, đồng thời cung cấp tên lửa tầm xa, ông Lukashenko nói trong một chuyến thăm một cơ sở quân sự ở vùng Brest. Tổng thống Lukashenko nói thêm rằng nếu một tên lửa như vậy tấn công lãnh thổ Nga, Moscow sẽ đáp trả. Theo ông, việc làm gia tăng căng thẳng giữa các nước có thể dẫn đến tình trạng Nga sẽ mang nút đỏ ra và đặt trên bàn. Oleg Chekhov, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm lực lượng Vostok cho biết, quân Nga đã ngăn chặn hai nỗ lực tiến công của các nhóm bộ binh Ukraine theo hướng Nam Donetsk. Họ cũng vô hiệu hóa một nhóm trinh sát của Ukraine. Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok với sự hỗ trợ của hỏa lực pháo binh đã ngăn chặn hai nỗ lực tấn công của các nhóm bộ binh và nỗ lực luân chuyển các đơn vị của Ukraine trong khu vực Staromaskoye. Một nhóm trinh sát của đối phương ở khu vực Chevonoi cũng đã bị vô hiệu hóa, ông Chekhov nói. Theo ông, pháo binh Nga đã tiêu diệt một chiếc BMP-2 ở Ukraine, ở khu vực Oleboro, Naja và một nhóm bộ binh đối phương ở khu vực Remenka. Ông Chekhov cho biết thêm, trong cuộc đấu pháo, đối phương đã mất 5 lính súng cối, đạn lảng vảng Lancet đã phá hủy một tổ hợp pháo tự hành Paladin ở khu vực Dremeka. Các đơn vị tấn công đã cải thiện tình hình chiến thuật ở các khu vực Novomikhailovka, phía bắc Niskokoi, phía tây Novodonetsk, Novolatopol. Hơn chục cứ điểm của Ukraine đã bị đánh bật, nhiều binh sĩ thiệt mạng, hai người đầu hàng, ông Chekhov nói. Theo ông, pháo binh Nga đã phá hủy trung tâm liên lạc và trạm tác chiến điện tử của Ukraine ở Novomikhailovka. Forbes nêu thời điểm Ukraine sẽ hết xe tăng. Nhà báo quân sự David Asi của Forbes cho biết Ukraine nếu như tiếp tục chiến đấu thì nước này có thể mất hoàn toàn loại xe tăng đông đảo nhất trong tương lai gần. Ông nhận định, theo kịch bản bi quan nhất, T-64BV của Ukraine sẽ biến mất sau vài năm nữa. Chuyên gia bày tỏ quan điểm rằng nguồn cung cấp của phương Tây sẽ không đủ để tái trang bị cho các lữ đoàn Ukraine. Vì điều này, T-64 sẽ vẫn là xe tăng chủ lực của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông lưu ý rằng trong số 1.250 chiếc T-64 đang được sử dụng và cất giữ, Ukraine đã mất 1/3, với tốc độ lạc quan nhất là 200 xe bị mất mỗi năm. Xe tăng này sẽ biến mất khỏi lực lượng vũ trang Ukraine trong vòng 3-4 năm. Đồng thời, ông cũng thừa nhận rằng những chiếc T-64 rất có thể sẽ bắt đầu hỏng hóc thường xuyên hơn do độ hao mòn cao. Ngoài ra, nhà báo còn nhớ lại rằng trong 36 năm qua, nhà máy Kharkov Milisev không thể sản xuất mới từ đầu một chiếc xe tăng T-64 hoặc chiếc T-64BV nào và không có đủ năng lực kỹ thuật cho việc này. Người Ukraine đang mệt mỏi vì cuộc xung đột với Nga. Ở Ukraine, sự mệt mỏi vì xung đột với Nga đã bắt đầu xuất hiện, nhà báo David Inatus của Washington viết. Nhà quan sát lưu ý rằng hiện nay nhiều người Ukraine ủng hộ sẵn sàng đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Mọi người đang mệt mỏi, năm ngoái họ đã quá tự tin, bây giờ họ cảm thấy một cuộc chiến kinh điển là như thế nào, cựu Ngoại trưởng Ukraine Pavel nói. Cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine đã ngăn hơn 2.000 quan chức chính phủ rời khỏi Ukraine kể từ khi sắc lệnh cấm họ rời khỏi đất nước mà không có lý do chính đáng được ban hành vào tháng 1 năm 2023. Demchenko, người phát ngôn của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cho biết kể từ khi sắc lệnh này được ban hành, hơn 2.000 quan chức đã bị ngăn cản vượt biên. Theo ông này, đó là những người giữ các chức vụ bị cơ quan biên phòng nhà nước giám sát và họ đã tìm cách rời khỏi đất nước mà không có lý do chính đáng. Ông nhắc lại, lý do chính đáng là hoặc là một chuyên công tác hoặc di du lịch với tư cách là người giám hộ đi cùng con cái của họ. Hồi đầu năm nay, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã quyết định rằng trong thời gian thiết quân luật, các quan chức chính phủ chỉ được phép rời Ukraine ngoại trừ các chuyến công tác chính thức. Theo lệnh thiết quân luật, đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước trong thời gian chiến tranh, trừ trường hợp họ phải xin được giấy phép đặc biệt từ chính phủ. Một số quan chức nhà nước và doanh nhân Ukraine thường xuyên lạm dụng hệ thống này và phớt lờ các hạn chế. Lệnh cấm các quan chức Ukraine đi ra nước ngoài được ban hành sau vụ bê bối xung quanh phó tổng công tố. Theo một cuộc điều tra của tờ báo trực tuyến Ukraine, Simonenko đã đi nghỉ ở Tây Ban Nha vào tháng 12 và tháng 1 bằng chiếc ô tô Mercedes thuộc sở hữu của doanh nhân có trụ sở tại Lviv. Simonenko có lịch mờ ám và phải đối mặt với cáo buộc ngăn cản các vụ án tham nhũng.
ông đã giúp hủy vụ án hối lộ chống lại phó chánh văn phòng Tatarov của Tổng thống Zelensky, ký lệnh chuyển vụ việc từ Cục Thợ chống tham nhũng quốc gia độc lập của Ukraine sang cơ quan an ninh do Tổng thống Ukraine kiểm soát. Chính quyền ông Biden dự kiến công bố gói vũ khí mới cho Ukraine vào tuần tới. Các quan chức Mỹ cho biết gói viện trợ này xuất phát từ số tiền dôi dư sau khi Lầu Năm Góc phát hiện sai sót kế toán. Khoản tiền chênh lệch này hàng tỷ đô la Mỹ nói trên cho phép Nhà Trắng gửi vũ khí, vật tư và đạn dược cho Kiev bất chấp việc Quốc hội Mỹ loại khỏi viện trợ mới nhất cho Ukraine khỏi dự luật chi tiêu tạm thời được thông qua vào cuối tuần trước. Ông Biden đã đề nghị Quốc hội phê duyệt thêm 24 tỷ đô la Mỹ liên quan đến Ukraine. Yêu cầu này vẫn đang chờ xử lý. Trong lúc đó, Lầu Năm Góc vẫn còn khoảng 5,4 tỷ đô la Mỹ dưới dạng quyền chi ngân sách của Tổng thống đã được Quốc hội phê duyệt từ trước sau khi Lầu Năm Góc hồi tháng 6 phát hiện ra họ đã tính toán quá cao giá trị vũ khí chuyển cho Ukraine với mức chênh lệch 6,2 tỷ đô la Mỹ do lỗi kế toán. Các quan chức cho biết với nội dung gói viện trợ vũ khí sắp tới vẫn đang được chuẩn bị và sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 10 tại cuộc họp lần thứ 16 ở nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine ở Bruxelles. Gói viện trợ mới dự kiến có giá trị khoảng 200 triệu đô la Mỹ và có thể bao gồm các loại đạn dược và phương tiện trên bộ tương tự các gói viện trợ gần đây. Quốc hội có thể tiếp tục tăng ngân sách cho phép Tổng thống chuyển các vật phẩm và dịch vụ ra khỏi kho dự trữ Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Theo một quan chức Mỹ, chính quyền ông Biden cũng đang xem xét sử dụng các chương trình tài trợ của Bộ Ngoại giao để gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng Ukraine nên ngừng xung đột với Nga bởi Kiev không còn gì để chiến đấu. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, chúng ta phải dừng lại cuộc chiến này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Các vị có thể thấy Ba Lan đã sẵn sàng giành quyền kiểm soát miền Tây Ukraine, Tổng thống Belarus Lukashenko phát biểu ngày 6 tháng 10. Nhà lãnh đạo Belarus cũng cho rằng quân đội Ukraine không thể đối phó với Nga được nữa. Ukraine không còn gì để chiến đấu, thậm chí nếu tiếp tục chiến đấu họ cũng không thể duy trì được lâu, ông nói. Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh, do đó họ cần phải ngừng cuộc chiến này ngay bây giờ. Nếu không, vài tháng nữa sẽ không còn ai bàn về vấn đề này với Ukraine hay với phương Tây. Trước đó, ông Lukashenko từng nhiều lần kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, càng sớm càng tốt. Belarus là một đồng minh quan trọng của Nga và có chung đường biên giới với Ukraine. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Belarus được cho là đã cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Tổng thống Lukashenko cáo buộc phương Tây tìm cách kéo Belarus vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định Belarus sẽ không can dự vào xung đột Nga-Ukraine, ngoại trừ trường hợp Belarus trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine và các đồng minh phương Tây. Ukraine nguy cơ mất dần đồng minh Đông Âu. Mặt trận ủng hộ Ukraine chứng kiến những vết rạn đáng ngại trong những tuần qua, khi Kiev nguy cơ mất hai nước Đông Âu từng ủng hộ cho họ nhiệt thành. Chính trị gia đối lập Robert Fico cùng Đảng Dân Chủ Xã hội Smer của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối tuần qua ở Slovakia và nhiều khả năng sẽ thành lập chính phủ liên minh để nắm quyền. Ông Fico, người theo chủ nghĩa dân túy cánh tả, vận động tranh cử với lời hứa chấm dứt sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bratislava cũng được xem là bức tường thành trong nỗ lực hỗ trợ hậu cần cho Kiev trong suốt cuộc xung đột với Moscow. Tuy nhiên, sự trở lại của ông Fico, người từng nhiều lần thể hiện quan điểm thân Nga trong hai nhiệm kỳ thủ tướng trước đây, có thể khiến nền tảng ủng hộ này đổ vỡ. Trong giai đoạn tranh cử, Fico đổ lỗi cho Ukraine về cuộc chiến với Nga. Cựu thủ tướng Slovakia nói, những kẻ phát xít Ukraine đã khiến Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến sự, lặp lại thông điệp của Điện Kremlin. Giới quan sát cho rằng, sau khi ông Fico lên nắm quyền, chính phủ của ông nhiều khả năng sẽ quay lưng với Ukraine và xích lại gần Nga. Chúng tôi sẵn sàng giúp Ukraine tái thiết đất nước, nhưng sẽ không thay đổi về lập trường viện trợ vũ khí. Ông Fico nói sau cuộc bầu cử, thêm rằng ông cũng sẽ tìm cách khởi động các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Ngoài cung cấp viện trợ quân sự, Slovakia cũng đã tiếp nhận hơn 100.000 người tị nạn Ukraine. Tuy nhiên, người dân Slovakia ngày càng chia rẽ về cuộc chiến. Các cuộc thăm dò cho thấy công chúng Slovakia có quan điểm cân bằng về bên chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột, gồm Nga, phương Tây và Ukraine. Tại Slovakia, tình cảm thân Nga không phải là hiện tượng mới và nhiều người từ lâu đã có quan điểm tích cực về Moscow. Hầu hết người Slovakia, bao gồm cả cử tri của ông Fico, rất có thể đưa ra quyết định dựa trên những lo ngại về kinh tế. Alena Kuko, phó chủ tịch về chính sách tại Tổ chức Tư vấn Glosek ở Bratislava nói,
Lời giải thích thuyết phục nhất mà ông Fico đưa ra là nếu có thể ngăn cuộc chiến ở Ukraine, tình hình sẽ tốt hơn với cả Slovakia và Ukraine. Fico được xem là đồng minh tiềm năng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Lãnh đạo cánh hữu cũng có lập trường thân thiện với Nga. Do cả Slovakia và Hungary đều là những thành viên Liên minh châu Âu EU, lập trường của họ nhiều khả năng sẽ tác động lớn tới chính sách hỗ trợ Ukraine của khối, do mọi quyết định của EU đều phải dựa trên sự đồng thuận. Nằm ở biên giới phía bắc Slovakia, Ba Lan cũng là quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt thành kể từ những ngày đầu xung đột. Tuy nhiên, thái độ đó đã phần nào thay đổi khi Đảng Luật pháp và Công lý PS cầm quyền ở Ba Lan chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào giữa tháng 10 và muốn giành được nhiều lá phiếu nhất có thể từ cử tri. Để lôi kéo sự ủng hộ, PS không ngần ngại chĩa mũi dùi công kích vào Ukraine. Phó Thủ tướng Ba Lan Kaczynski đã chỉ trích hành động giết hại người dân Ba Lan của Ukraine trong Thế chiến thứ hai, thậm chí còn tồi tệ hơn cả nạn diệt chủng của Đức Quốc xã. Quan chức địa phương của đảng PS cũng có những bình luận chống Ukraine trên mạng xã hội. Đảng cực hữu Liên minh Tự do và Độc lập mà PS nhiều khả năng phải hợp tác sau cuộc bầu cử tới, công khai kêu gọi đẩy người tị nạn Ukraine về nước. Song giới quan sát cho rằng điều đáng lo ngại nhất là tình đoàn kết với Ukraine nguy cơ suy giảm mạnh khi những lời kêu gọi chống người di cư ngày càng được ủng hộ trong dư luận Ba Lan. Piotr Kosicki, phó giáo sư sử học tại Đại học Maryland, Mỹ nhận định, nhiều người Ba Lan cho rằng mức độ ủng hộ của họ cho Ukraine đã tới ngưỡng và cần phải dừng lại, đặc biệt là khi quan hệ hai nước leo thang căng thẳng về vấn đề ngũ cốc. Liên minh châu Âu EU hồi tháng 5 cho phép 5 thành viên gồm Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, dầu hạt cải và hạt hướng dương Ukraine, song cho phép nông sản Ukraine quá cảnh để xuất khẩu đi các nơi khác, kể cả các nước EU. Lệnh cấm hết hạn vào ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, Ba Lan, Hungary và Slovakia tuyên bố tiếp tục đơn phương duy trì biện pháp hạn chế đối với ngũ cốc Ukraine, bất chấp lời kêu gọi từ EU, phản đối của Kiev. Warsaw giải thích quyết định này nhằm bảo vệ lợi ích của nông dân Ba Lan. Trong bài phát biểu tháng trước tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Zelensky nói một số nước châu Âu giả vờ đoàn kết trên sân khấu chính trị, nhưng thực chất là gián tiếp ủng hộ Nga. Các quan chức của đảng PS phẫn nộ trước bình luận của nhà lãnh đạo Ukraine, chỉ trích là Kiev vô ơn. PS nhiều khả năng sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử, khiến rạn nứt giữa Ba Lan và Ukraine ngày càng sâu rộng. Xu hướng này là điều đáng lo ngại với Kiev. Theo giới quan sát, cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra nhiều hậu quả kinh tế trên khắp lục địa. Lạm phát và giá năng lượng cao khiến người dân nhiều nước gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, các đảng có đường lối dân túy, cực hữu và thân Nga đang dần trỗi dậy qua các cuộc bầu cử. Jen Kirby, nhà phân tích của Vogue, cảnh báo những gì ở Ba Lan và Slovakia có thể là tín hiệu báo trước về những khó khăn chính trị đối với Ukraine trong thời gian tới. Nỗi mệt mỏi mang tên Ukraine sẽ hiện diện rõ trên khắp châu Âu. Google nói, sau nhiều năm khó khăn về kinh tế, người dân nhiều nước dường như đã chạm đến ngưỡng chịu đựng. Các chuyến công du gần đây của Tổng thống Zelensky tới Liên Hiệp Quốc, Mỹ và Canada nhằm củng cố hỗ trợ của phương Tây sau đợt phản công mờ nhạt từ mùa hè đều không đạt được kết quả như mong đợi. Sự ủng hộ dành cho Ukraine đang dần cạn kiệt ở các nước láng giềng Đông Âu và những cường quốc bên kia bờ Đại Tây Dương, vào thời điểm mà Kiev rất cần sự hậu thuẫn mạnh mẽ. Theo Phó Giáo sư Piotr Kosicki, điều này xuất phát từ các nhóm chống nhập cư của Ba Lan, nhóm ủng hộ Nga của Slovakia hay quốc gia Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán. Nó không quan trọng bằng điểm mấu chốt rằng những ngày đoàn kết quốc tế của Ukraine đang dần hết, Kosicki cho hay. Với việc Slovakia có một chính trị gia thân Nga thắng cử, Ba Lan cắt giảm viện trợ quân sự và Mỹ lưỡng lự trong việc phê duyệt gói viện trợ quân sự bổ sung, các nhà phân tích cho rằng Ukraine có lý do để lo lắng. Cựu Thủ tướng Robert Fico, lãnh đạo giành chiến thắng trong bầu cử ở Slovakia, có khuynh hướng thân Nga. Cuối tuần trước, cựu Thủ tướng Robert Fico đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Slovakia sau khi vận động tranh cử với lời hứa ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Láng giềng thay đổi. Diễn biến ở chính trường Slovakia gửi thêm một tín hiệu đáng lo tới Ukraine khi Kiev gần đây xảy ra tranh cãi với Ba Lan, một trong những đồng minh nhiệt tình nhất. Đồng thời, Kiev phải theo sát diễn biến việc Hạ viện Mỹ loại gói hỗ trợ bổ sung cho Ukraine khỏi dự luật ngân sách tạm thời. Những diễn biến trên làm dấy lên cuộc thảo luận về sự thay đổi trong quan điểm ủng hộ Ukraine khi xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Một nhà phân tích thuộc Tổ chức Trung tâm Chính trị châu Âu, các diễn biến đó có thể báo hiệu rằng một số đồng minh của Ukraine đã sẵn sàng cho một giải pháp thực tế để kết thúc xung đột. Phó giáo sư nghiên cứu về chính trị Trung Đông Âu thuộc Đại học London Anh cho rằng, Kiev có lý do để lo ngại nhưng không nên hoảng loạn trước thực tế một số đồng minh có dấu hiệu lạc nhịp. Việc đảng của
cựu thủ tướng Slovakia với khuynh hướng thân Nga giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với quan điểm của Slovakia kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine. Trước cuộc bầu cử, Slovakia, thành viên NATO và nước láng giềng với Ukraine, vẫn thể hiện sự ủng hộ với Kiev. Phó giáo sư Hanley cho rằng Kiev nên lo ngại về việc Slovakia xoay trục sang Nga vì nó đã báo hiệu rằng sự mệt mỏi mang tên Ukraine đã xuất hiện trong các đồng minh của Kiev hơn là lo lắng về sự cắt giảm viện trợ của nước láng giềng này. Kiev cũng sẽ lo ngại về khả năng Slovakia sẽ cùng với Hungary hình thành một liên minh hoài nghi Ukraine ở EU. Thủ tướng Hungary Orbán đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Moscow và đã tuyên bố phản đối việc phương Tây cung cấp vũ khí hoặc viện trợ kinh tế cho Ukraine. Cuối tuần trước, ông Orbán đã chúc mừng ông Fico trên mạng xã hội rằng đoán xem ai vừa trở lại nào, thật tốt khi đã làm được việc cùng với một người yêu nước. Nhà phân tích cho rằng dù Slovakia có thể sợ sẽ trở thành kẻ gây rối liên quan tới việc EU hỗ trợ Ukraine, nhưng sau những tuyên bố khoa trương thường là một động thái ngoại giao thực tế hơn. Phó giáo sư Hanley nói rằng đó là một nét đặc trưng trong hành động của ông Fico. Giới quan sát cho rằng Slovakia với mức thâm hụt ngân sách lớn nhất khu vực đồng euro 7% trong năm nay cần các quỹ phục hồi và hiện đại hóa của EU. Điều này đồng nghĩa với việc ông Fico có thể phải cân nhắc kỹ trước khi gây khó dễ cho EU về vấn đề Ukraine. Tranh cãi với đồng minh thân cận. Thủ tướng Ba Lan từng cảnh báo ông Zelensky đừng bao giờ xúc phạm người Ba Lan thêm nữa. Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Ba Lan là một trong những đồng minh nhiệt tình nhất với Kiev. Quốc gia láng giềng này đã tiếp đón hàng triệu người tị nạn Ukraine, chuyển giao nhiều vũ khí cho Kiev và đóng vai trò là trung tâm trung chuyển cho các lô vũ khí từ các nước phương Tây chuyển đến Ukraine. Nhưng vài tuần gần đây, mối quan hệ Ba Lan-Ukraine dường như bắt đầu rạn nứt khi hai nước tranh cãi về việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Điều được cho là đã khiến cho Warsaw tuyên bố sẽ không gửi vũ khí cho Kiev, đồng thời có thể cắt viện trợ cho người tị nạn Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cảnh báo ông Zelensky đừng bao giờ xúc phạm người Ba Lan thêm nữa, sau khi Tổng thống Ukraine nói ở một cuộc họp của Liên Hợp Quốc rằng vở kịch chính trị quanh việc nhập khẩu ngũ cốc đang giúp ích cho mục tiêu của Moscow. Tranh cãi giữa Ba Lan và Ukraine bắt đầu vào tháng 9 khi Ba Lan áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine nhằm bảo vệ nông dân trong nước. Động thái này khiến Kiev tức giận. Hai bên liên tục đưa ra các cảnh báo tạo tiền đề cho một cuộc tranh cãi. Thành viên cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Ba Lan cho rằng, dù có những lời lẽ khó chịu dành cho nhau, sự hỗ trợ chiến lược và quan trọng của Warsaw dành cho Kiev vẫn không thay đổi. Ông cho biết tranh cãi về nhập khẩu ngũ cốc là đỉnh điểm của nhiều rạn nứt giữa hai nước, bao gồm một sự cố vào tháng 11 năm 2022 khi một tên lửa phòng không của Ukraine gây chết người trên đất Ba Lan. Ông lập luận rằng, dù có nhiều rạn nứt như vậy trước đó, nhưng Ba Lan vẫn hỗ trợ Ukraine. Mỹ sẽ ngừng viện trợ cho Ukraine. Những diễn biến gần đây ở Mỹ có thể khiến Ukraine thêm lo lắng. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7, ông Biden trấn an các nhà lãnh đạo khối G7 và ông Zelensky rằng cam kết của Mỹ với Ukraine sẽ không suy yếu. Nhưng cuối tuần trước, một thỏa hiệp đạt được tại Quốc hội Mỹ nhằm ngăn việc chính phủ đóng cửa đã không có gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Điều này phần lớn là do sự phản đối của các thành viên Đảng Cộng hòa có đường lối cứng rắn. Sau đó, việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin Kethy mất chức càng làm tăng thêm sự không chắc chắn về viện trợ cho Ukraine. Giáo sư về chính trị tại Đại học New York Mỹ nói rằng, động thái của Mỹ nên được xem xét trong bối cảnh tình hình chính trị nội bộ của Mỹ rất đặc biệt ở thời điểm này. Giáo sư Tucker cho rằng, dự luật tạm thời chịu sức ép từ một bộ phận nhỏ thành viên Đảng Cộng Hòa và không phải phản ánh sự thay đổi tổng thể trong nền chính trị Mỹ. Thay vào đó, sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào hướng đi mà cựu Tổng thống Donald Trump, người dẫn đầu cho vị trí ứng viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa, lựa chọn nếu ông này tái đắc cử. Theo lý giải của giáo sư ở Mỹ, thì câu chuyện chính trị xung quanh Ukraine tập trung vào việc liệu chính phủ Mỹ có chi quá nhiều tiền cho xung đột hay không. Điều này khác với ở châu Âu, nơi mọi người mong muốn xung đột kết thúc hơn vì tác động trực tiếp của nó tới chất lượng sống và giá năng lượng. Trong tuần này, ông Biden đã trấn an các đồng minh châu Âu và Ukraine rằng ông vẫn tin Quốc hội Mỹ sẽ phê duyệt gói viện trợ bổ sung cho Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết. Đang chuẩn bị cho loại vũ khí mà họ dự kiến sẽ sử dụng để đối phó với Ukraine khi phương Tây chuyển các tiêm kích F-16 cho Kiev. Nguồn thạo tin nói rằng quân đội Nga đang tối ưu hóa các hệ thống tác chiến điện tử để nhắm mục tiêu vào các máy bay F-16 mà phương Tây dự kiến chuyển cho Ukraine trong thời gian tới.
Nguồn tin cho biết các hệ thống tác chiến điện tử của Nga được sử dụng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được tối ưu hóa để ngăn chặn radar và thiết bị trên máy bay chiến đấu F-16 của NATO mà các nước phương Tây dự định cung cấp cho Kiev. Dựa trên những gì Nga nắm được về hệ thống điện tử hàng không trên máy bay chiến đấu tiền tuyến của NATO, việc ngăn chặn chúng sẽ dễ dàng hơn so với các máy bay do Liên Xô thiết kế đang có trong kho của Ukraine. Tháng trước, nguồn tin nói rằng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã thành công trong việc buộc các tiêm kích Ukraine phải từ bỏ nhiệm vụ chiến đấu và quay trở lại căn cứ do bị gây nhiễu từ các hệ thống tác chiến điện tử di động trên mặt đất. Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy có kế hoạch chuyển giao tối đa 71 chiếc F-16 cho không quân Ukraine sớm nhất là vào năm 2024. Hoạt động đào tạo phi công Ukraine bắt đầu ở Đan Mạch và Mỹ trong vài tháng qua. Tuy nhiên, tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, tướng Hechler hồi tháng 8 đã cảnh báo rằng việc để các phi công Ukraine có đủ trình độ thành thạo điều khiển F-16 có thể phải mất 4 đến 5 năm. Điều đó có nghĩa là khi Ukraine nhận F-16 tiêm kích này có thể giúp cho Kiev, nhưng đây không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi cuộc chơi. Nga được xem là cường quốc hàng đầu về tác chiến điện tử. Trước đó, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho rằng một lý do Ukraine phản công chậm là Nga có lợi thế đáng kể trong tác chiến điện tử. Thật đáng tiếc, Nga đã đi trước chúng ta rất xa về lĩnh vực này. Bạn không cần phải bắn hạ máy bay không người lái bằng tên lửa hoặc súng phòng không. Bạn có thể đơn giản buộc nó hạ cánh, đánh chặn nó bằng tác chiến điện tử, ông Inat cho biết. Nga hiện nay sở hữu những hệ thống mạnh mẽ có thể can thiệp vào công việc của các lực lượng quốc phòng của chúng ta. Họ có đủ các hệ thống này. Ukraine đã đạt được tiến bộ trong tác chiến điện tử, nhưng chúng tôi bắt đầu muộn, lẽ ra chúng ta nên phát triển sớm hơn, ông Inat nói. Vũ khí tác chiến điện tử thường được gọi là sát thủ vô hình vì đây là các khí tài quân sự sử dụng năng lượng điện từ để tấn công hoặc làm gián đoạn hoạt động của đối thủ. Nó có thể vô hiệu mọi thiết bị sử dụng điện và có thể được thực hiện từ mặt đất, trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian mà không cần sử dụng tới thuốc nổ hay các đòn đánh trực diện. Tại Ukraine, Nga được cho sử dụng các tổ hợp tác chiến điện tử. Chúng có thể gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh radar vô tuyến liên lạc ở các tần số khác nhau. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!